Trời lạnh lạnh này mà có một chén chè nóng hổi ăn thì còn gì bằng. Để có được một chén chè thì cũng trải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên là đào ngâm bột bán với bột khoai. Đậu này đáng lẽ ngâm trước mà do đào nấu ngẫu hứng á, thành ra là chỉ do sạch rồi đem đi nấu. Cho nên đào sẽ nấu hơi lâu một chút. Đã nói chè là không thể thiếu nước cốt dừa. Nhiều đây sáng đào mua 15.000. Trong thời gian chờ đợi đậu nở thì đào sẽ tranh thủ ăn bún nè. Sáng nay thì mẹ đào có nấu bún nước lèo nè, cho nhà đào 2 tô. Trời này ăn bún nước lèo là hợp lý. Bột khoai nãy giờ cũng đã ráo rồi, bây giờ đào sẽ cho vô cái nồi đậu. Công nhận đậu này nấu nãy giờ mà nó chưa nở nữa nè cả nhà. Lỡ rồi lần sau rút kinh nghiệm. Bây giờ đào sẽ dặn vô tí muối. Đào cũng cho đường vô luôn nè. Nhưng mà mình nêm hơi ngọt ngọt thôi. Mời ông bà cô chú ăn bún nước lèo với đào nha. Bún này là sáng mẹ đào cho nè. Này không có nấu cơm. Này ngày thứ bảy mẹ nào hay làm món này món kia lắm. Nên mẹ đào cho bún nước lèo. Mẹ đào nấu đơn giản lắm bà cô chú ơi, không có bì. Rồi mời ông bà cô chú nha. Trời mưa này mà ăn bún nước lèo là ngay bài luôn rồi. Ngon quá mà cô chú ơi. Sau một thời gian sôi hụt hụt thì bây giờ nó cũng nở rồi nè ông bà cô chú. Đào sẽ vớt bọt rồi cho nước cốt dừa vô luôn nha. Đậu nó cũng chưa có nở hết nữa, bây giờ đào sẽ nấu thêm một chút nữa nha. Để cho nồi chè được thơm ngon thì đào có cho vô đây nửa ống vani nữa nè. Sau một tiếng nấu thì chè của đào cũng đã chín rồi nè. Nhìn ngon quá ha ông bà cô chú. Nãy giờ thì chè nó cũng nguội bớt rồi nè. Bây giờ đào sẽ múc ra chén và ăn thôi. Mời ông bà cô chú anh chị ăn chè đậu xanh nha. Wow. Mời ông bà cô chú nha. Béo, rất là béo luôn, có chút xíu đậu mà một bịch nước cốt dừa luôn mà cô chú. Nè, này mà bỏ đá vô ăn cũng ngon lắm nè. Ở nhà sáng tại còn ít đậu xanh đó, mua thêm nước cốt dừa rồi bột bán với bột khoai ở nhà có sẵn luôn, nấu ăn. Đậu này trước khi mình nấu mình phải ngâm, không ngâm thì nấu lâu lắm mà cô chú ơi. Đậu nấu biết bao lâu mà nó cũng có hộp nó nở rồi, có hộp nó chưa nở nó cũng còn sực sực nè. Mà ăn ngon lắm bà cô chú, béo béo. Thường thứ
bảy chủ nhật mẹ Đào hay làm món này món kia cho lắm. Đào nấu xong Đào cũng có cho mẹ mà Đào một tô rồi. Ba mập cho chú nha.